Xe nga không dùng hộp số 4 cấp, không dùng hộp số CVT mà lại dùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Đó là cái hay của chiếc Hyundai Venue này. Xe nga không dùng động cơ hút khí tự nhiên mà lại dùng động cơ turbo mà động cơ nó mạnh chứ không hề yếu chút nào. 119 mã lực, men xoắn cực đại lên đến 172 Nm Nhiều con xe hạng C chưa chắc đã mạnh bằng con xe này. Ví dụ như chiếc xe hạng C đạt không sao NCAP đến từ Anh Quốc cũng chỉ có 112 mã lực mà trong khi con xe A này nó nhẹ hơn, mã lực mạnh hơn nên đánh giá về mặt hiệu năng ấy, có lẽ đây là một chiếc xe có hiệu năng tốt nhất trong phân khúc. Nhìn tổng thể thì tôi đánh giá đây là một con xe có tính chất hưởng thụ cao so với chiếc Sonet hay là Total Race. Ngoài việc nó sử dụng cái hộp số ngon hơn, động cơ mạnh hơn thì nó lại còn có cả cửa sổ trời. Những anh em cơm áo gạo tiền hay mua xe A thì thấy nó dư thừa, thà đổi cho tôi bộ camera 360 độ hay là bộ cảnh báo điểm mù có khi còn hay hơn. Đấy là nhiều anh em sẽ nói thế. Còn tôi thì tôi đánh giá cao những cái trang bị trên một mẫu xe hạng A như này Nó có tính hưởng thụ tương đối tốt Một chiếc xe như vậy có mức giá từ 539 triệu đến 579 triệu Đặt vào một phân khúc thị trường chật trội thì cái tính cạnh tranh của nó cao tới đâu Thứ nhất là tôi thấy giá của nó khởi điểm là cao hơn chiếc CX-3 CX-3 bản AT thì có 525 triệu thôi CX-3 nó ở phân khúc cao hơn Nhiều trang bị của nó đẳng cấp hơn Ví dụ như phanh địa 4 bánh Bản thấp nó vẫn có cruise control Vẫn có phanh tay điện tử nếu thực sự đem ra so sánh với CX3 thì cái mẫu xe hạng A đến từ nhà Hyundai này có rất nhiều điểm thua thiệt. Với những người mà thích xe Nhật ý, thì tôi cho rằng họ sẽ ưu tiên lựa chọn chiếc CX3. Còn với những người mà không thích xe Nhật đi, chỉ thích phần còn lại của thị trường thì nó sẽ như thế nào? Có mua MGZS không? Giá lăn bánh bản tiêu chuẩn của MGZS ý. Ở những cái thời điểm gần đây Thì nó chỉ bằng giá niêm yết của chiếc Hyundai Venue này Nếu mà là tôi nhé Thì tôi sẽ lấy chiếc MG ZS Mặc dù máy nó yếu hơn một chút, xác nặng hơn Nhưng mà với cái nhu cầu của tôi thì tôi thấy nó sẽ phù hợp hơn Chạy loanh quanh trong phố thì CVT nó không hay Nhưng nó phù hợp Mượt và không giật, không bị quá nhiệt giống hộp số liều kép khô Option thì nó cũng nhiều hơn, phân khúc cao hơn mà Giá rẻ hơn mà cái anh MGZS này cũng được 5 sao ASEAN N Cup như vậy là cũng tốt rồi. Nếu xét đến tính phù hợp của một người đang sống trong những cái thành phố đông đúc ấy, thì tôi đánh giá cao chiếc MGZS và chiếc c 3 hơn chiếc Hyundai Venue này. Còn so chiếc này với vua phân khúc Kia Sonet thì sao? Hai con này sử dụng chung một nền tảng khung gầm vì tôi thấy ở đây là chiều dài cơ sở là bằng nhau, giá tương đương nhau. Nó khác nhau về mặt động cơ, hộp số khác nhau, option khác nhau và một điểm khác nhau nữa liên quan đến vận hành là khoảng sáng gầm nó cũng khác nhau. Khoảng sáng gầm của Kia Sonet là 205, trong khi khoảng sáng gầm của Hyundai Venue là 195. Những cái mẫu xe hạng A này thì anh em đừng tham con xe gầm quá cao. Xe nó ngắn có 4 mét thôi lại còn nhẹ. Mà anh em tham gầm cao đi cao tốc nó như bay Còn vào cua xe nhẹ lại gầm cao Về mặt vật lý nó sẽ kém hơn Nên là gầm thấp hơn ở chiếc Hyundai Venue này Tôi lại đánh giá cao hơn chiếc Kia Sonet Nếu mà không có lên rừng ấy, thì 195 là quá đủ nói chung là tất cả những thứ liên quan đến vận hành ý, thì chiếc Hyundai Venue này nó đều nhỉnh hơn chiếc Kia Sonet nhưng một chiếc xe mà được đầu tư nhiều cho vận hành ý, thì không có nghĩa là nó bán tốt vì cùng một khoản ngân sách như thế nếu mà anh chi cho vận hành nhiều ý, thì anh sẽ phải giảm ngân sách của cái phần khác đi nhìn nội thất của chiếc Venue này tôi thấy nó hơi đơn giản nhìn nó giống kiểu i 10 nhưng mà nhìn nội thất của Sonet ý, nó không có tí vương vấn nào của Kia Morning cả nhìn nó làm quá tốt trong phân khúc hạng à, A quả ghế được may rất tỉ mỉ Ngoại thất thì nhìn cơ bắp, mặc dù là chiếc Venus này nó có phần đầu xe rất giống Palisade nhưng nó chỉ có phần đầu thôi. Nếu mà nhìn từ bên hông ấy, nó sẽ cho cảm giác nhỏ hơn chiếc Sonet. Nếu mà yêu bằng mắt và một chút lý trí thì Sonet nó được cả trong lẫn ngoài. Còn yêu bằng cảm giác thì lấy chiếc Hyundai Venus này. Mọi người đánh giá sao liệu cái động cơ mạnh và hộp số liệp kép 7 cấp trên chiếc Hyundai Venus này nó có giúp chiếm thế thượng phong trên thị trường? Cùng chia sẻ phía dưới phần comment.